Vào thời kỳ đầu của ngành hàng không, những chiếc cửa sổ của máy bay đều có thiết kế hình vuông. Tuy nhiên, cho đến những năm 1950, máy bay trở nên tiên tiến hơn, khả năng bay với tốc độ và độ cao lớn hơn, thì những ô cửa sổ hình vuông lại bắt đầu bộc lộ những nhược điểm của chúng. Sau một sự cố xảy ra giữa hai máy bay bị tai nạn trên không, các chuyên gia đã phát hiện ra nguyên nhân chính đến từ các thiết kế hình vuông của cửa sổ. Mặt khác, chúng còn tạo ra ngắt quãng với dòng chảy không khí, tạo nên áp lực tích tụ ở các góc cạnh, thậm chí có thể gây ra rạn nứt, vỡ cửa kính hay rách thân máy bay. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của những chiếc máy bay hiện đại, các kỹ sư đã quyết định thay cửa sổ vuông thông thường bằng cửa sổ hình bầu dục. Cửa sổ hình bầu dục không hề có điểm tập trung, khiến áp lực dàn đều, giảm khả năng bị nứt vỡ. Ngoài ra, dạng hình bầu dục cũng không dễ bị biến dạng và vì vậy có thể chịu được sự chênh lệch áp suất giữa bên trong khoang máy bay và bên ngoài khí quyển. Một lý do nữa khiến cửa sổ hình bầu dục được lựa chọn nằm ở tính thẩm mỹ cao, giúp hành khách có cơ hội ngắm cảnh ngoài trời dễ dàng hơn so với hình tròn. Nguyên lý này cũng được áp dụng cho máy bay vận tải, cửa ra vào máy bay. Thậm chí kiểu thiết kế này dùng cho cả tàu thủy và tàu vũ trụ để đảm bảo giữ toàn vẹn cấu trúc lớn.